chào tất cả quý các bạn, chúng ta cùng đến với sân vận động Thượng Đình trong buổi chiều ngày hôm nay để chứng kiến trận đấu tiếp theo trong lượt và cắm tiền đạo Vương Tùng Anh. Và trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Bên phía Music, họ sẽ là người được giao bóng trước. Nguyễn Linh đã tìm ra chủ nhân của chức vô địch VBL năm nay. Một pha quật bóng rất hay của Lan Tương Đào Kiên. Cơ hội cú sút đầu tiên đã thuộc về bên phía Lão Tướng Music. Trên hàng công của bên phía Lão Tướng Music thì Bình Nhân, một trong những cầu thủ không còn lạ lẫm được nữa. Anh từng ăn tập trong màu áo của Thái Sơn Bắc. Tỉa khe rất tốt dành cho Bình Nhân. Bình Nhân sút bóng. Pha sút bóng cực kỳ chuẩn xác của Bình Nhân. Phản công dành cho bên phía Lão Tướng Music. Nguyễn Linh áp sát cực kỳ nhanh, bóng chạm cột sọc và đệm lòng vừa rồi là của Lê Đông. Lão Tướng Music họ đang pressing tầm cao rất tốt. Cơ hội vừa rồi nguy hiểm, vừa rồi là một tình huống phòng ngự cực kỳ hơi anh của Lão Tướng, Lão Sư An Hiếu là quá đáng tiếc. Nguyễn Linh bóng tiếp tục trong chân cao thủ bên phía Music. Lê Đông làm gì đối đầu với Bình Bắm. Nguyễn Linh xuống đây. Và như vậy là có bàn thắng dành cho bên phía Lão Tướng Music. Một pha phối hợp GQKK và đã có hát của bên phía Lão Tướng Music. Và người ghi bàn trong pha bóng vừa rồi là Lão Tướng Lê Đông. Một pha phối hợp và ghi bàn cực kỳ bài bản bên phía Lão Tướng Music. Họ xuống đáy, họ xoay. Xoay đội hình của bên phía Hoa Phượng. Và người tung ra cú dứt điểm cuối cùng đó là Lão Tướng Lê Đông. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì pha tỉa khe của Nguyễn Linh đó là điểm 10. Bình Mắm. Vương Tùng Anh rất đáng tiếc trong pha phản công vừa rồi bên phía Hoa Phượng. Ngày sinh nhật, happy birthday today trong ngày hôm nay. Bình Nhân xoay sở. Bên phía Lão Tướng Music họ đang thi đấu phòng ngự phản công để chờ những đòn hỏi. Đây là Bình Mắm sút bóng nguy hiểm, rất đáng tiếc, rất khó hiểu. Và trong tình huống vừa rồi Hòa Phượng trên hàng công của phía Hòa Phượng thì Vương Tùng Anh, nơi mà vị trí Lão Sư An Hiếu là điểm yếu của bên phía Lão Tướng Music. Phan Anh sút bóng và nâng tỷ số lên thành 2-0. Nguyễn Linh sút bóng, pha sút bóng cực kỳ mạnh của Nguyễn Linh, bóng vẫn còn trong sân. Rất đáng tiếc cho tình huống dứt điểm cuối cùng của Lão Sư An Hiếu. Năm cái bóng áo vẫn trắng của bên phía Lão Tướng Music. Bình Mắm sút bóng, pha cứa lòng vừa rồi là cú Bình Mắm. Đá biên dành cho bên phía Lão Tướng Music. Chí Lan pha sút bóng cực kỳ có lực của Chí Lan. Pha đá phạt biên nhanh cực kỳ kinh nghiệm của Lão Tướng Nguyễn Hà trong bóng vừa rồi. Đây là Hoa Đại. Các cầu thủ trẻ bên phía Hoa Phượng. Đây là Bình Nhân chuyển ngược dành cho Chí Lan. Phản công dành cho bên phía Lão Tướng Music. Đây là Bình Nhân, tiếp tục là AB. Xuống đáy dành cho Nguyễn Hà. Bình Nhân Chí Lan, Nguyễn Linh sút bóng. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trận giao hữu giữa Lão Tướng Music và bên phía câu lạc bộ Hoa Phượng để cổ vũ, nguồn động viên tinh thần cho các lão tướng trước thềm giải bóng đá Lão Tướng thủ đô đang là rất nhiều. Đây là Hoàng Kệ, Ngô Chí Lan và ngay lập tức tỷ số là 2-0 dành cho bên phía Lão Tướng Music. Pha pressing tầm cao của Lão Tướng Hoàng Kệ và đoạt lại quyền kiểm soát bóng ngay trên phần sân của bên phía Hoa Phượng. Pha chuyền bóng của Hoàng Kệ dành cho Ngô Chí Lan là rất đơn giản và việc đệm bóng của Ngô Chí Lan vào khung gỗ trống khi mà thủ môn Phạm Bằng đã xuất tướng. Rất nhịp nhàng, vẫn là Dương Duy xuống đáy. Chí Lan, Hoàng Kệ rất kinh nghiệm. Dương Duy làm gì?
xuống đáy. Tú Dưa, rất đáng tiếc trong cơ hội vừa rồi của bên phía Long Tướng Music. Đây là Tùng Piano xoay sở rất tốt. Thái Dương, bóng vẫn còn trong sân. Đây là Zindo, Zindo sút bóng, hai pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Hoàng Nguyên. Nguy hiểm, tiếp tục là pha đổ người xuất sắc của Hoàng Nguyên. Ít phút vừa qua thôi còn tới 3 pha dứt điểm nguy hiểm mà thủ thành Hoàng Nguyên đi bóng rất tốt. Thái Dương phản công dành cho bên phía Long Tướng Music. Nguyễn Thiều, pha sút bóng rất có lực của Nguyễn Thiều trong bóng vừa rồi. Bóng vẫn trong chân cầu thủ bên phía Long Tướng. Hoàng Kệ, Tú Dưa, pha xiết bóng bằng lòng đi ra ngoài rất đáng tiếc của Tú Dưa. Thái Dương chuyển hướng dành cho Linh Nguyễn, đi bóng rất tốt, sút bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa cũng như là có điểm số trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là Tùng Piano, tiếp tục là pha cứu thua của Hoàng Nguyên. Trong hiệp 2 thì thủ môn Hoàng Nguyên, Tùng Piano phản công dành cho bên phía Hoa Phượng. Đây là Ngọc Ánh Sáo sút bóng, tiếp tục là pha cứu thua của thủ môn Hoàng Nguyên. Không bóng cực kỳ êm và đẳng cấp. Đây là Phương Lai phản công dành cho bên phía Long Tướng Music. Trung Trần, đây là Tú Dưa, tình huống 3 đánh 2. Phương Lai, Trung Trần, Phương Lai, vẫn là Trung Trần đang chờ số cho đồng đội. Đây số 94, pha sút bóng nguy hiểm. Tiếp tục sẽ là phản công dành cho bên phía Hoa Phượng, đang rất gấp rút rồi. Đây là Đức Bass sút bóng, liên tiếp là những pha hãm hiếp khung thành của thủ môn Ngọc Ánh Sáo. Tùng Piano đối đầu với Ngô Chí Lan, pha sút bóng tiếp theo của cầu thủ và thay người bên phía Hoa Phượng. Tú Dưa phản công dành cho bên phía Long Tướng Music. Bóng được chuyền xuống đáy dành cho Trung Trần. Tú Dưa, Ngô Chí Lan rất nhịp nhàng pha chuyền bóng vừa rồi của Tí Béo nhưng bị bất bại. Hải Piano đối đầu với Tí Béo. Tú Dưa, và đây cũng rất có thể là tình huống xuất phạt cuối cùng của trận đấu. Nguy hiểm, có vẻ như là tỷ số 2-0 sẽ là tỷ số cuối cùng của chúng ta. Đứng bắt Vũ Minh Hiếu, và như vậy trận đấu chúng ta đã được kết thúc. Và tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa Long Tướng Music và câu lạc bộ Hoa Phượng là 2-0 nghiêng về bên phía Long Tướng Music. Những người ghi bàn dành cho bên phía Long Tướng Music đó là Long Tướng Lê Đồng và Long Tướng Ngô Chí Lan.